Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tên Mác Việt Nam. Cùng với sự phát triển của công nghệ thì mạng xã hội đã gần như trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của nhiều người dùng Internet, đặc biệt là những ứng dụng như là Facebook hay là TikTok. Điều này được lý giải là các mạng xã hội hiện nay không chỉ là được cung cấp hoàn toàn miễn phí mà còn là nơi để chúng ta giải trí, liên lạc, trao đổi, học tập, v.v. rất nhiều. Nhiều người dùng Internet thì nhanh nhạy với công nghệ, thậm chí còn có thể kiếm rất nhiều tiền từ đây nếu mà việc tham gia vào cộng đồng sáng tạo nội dung trên các mạng xã hội. Tuy nhiên, câu nói là không có bữa ăn nào miễn phí luôn đúng trong mọi trường hợp, và đặc biệt là mạng xã hội. Sự miễn phí của nó đang kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng mà người dùng Internet cần phải đặc biệt cảnh giác. Có lẽ sự miễn phí và khả năng tiếp cận lượng thông tin cực kỳ rộng của các mạng xã hội lớn nhất như Facebook hay là TikTok chính là thứ thu hút người dùng trẻ nhiều nhất, và dần hình thành nên thói quen cái gì cũng thích đưa lên mạng, như là trào lưu cúng Facebook. Nghe đến đây chắc các bạn cũng biết đúng không? Không ít người dùng trước khi làm hay là muốn thể hiện một điều gì đó, giống như là ăn uống chẳng hạn, thì sẽ luôn phải tự xướng một phát để đăng lên mạng xã hội trước tiên. Đây là điều bình thường khi mà những thứ như là kết nối Internet và smartphone đang phổ biến gần như toàn diện hiện nay. Từ chuyện khoe hình ăn uống, mua sắm đến cả những không gian riêng tư như là phòng ngủ, phòng tắm, ABCDZ gì đó cũng được không ít bạn trẻ phơi bày lên mạng xã hội. Điều đáng nói là khi mà được hỏi về lo ngại khi mà chia sẻ những chuyện quá riêng tư lên mạng sẽ bị đánh cắp thông tin hay là kẻ xấu tấn công, thì nhiều người lại tỏ thái độ là dửng dưng, không lo và cũng không quan tâm đến mấy chuyện đó. Điều này phản ánh một thực trạng chung là nhiều bạn trẻ vẫn rất là thờ ơ với vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Từ mạng xã hội đến các ứng dụng, theo trào lưu đều được cập nhật nhanh chóng và chẳng mấy ai quan tâm đến việc là các ứng dụng này thu thập thông tin của người dùng. Chính vì việc không quan tâm đến an toàn thông tin cá nhân như vậy mà câu chuyện bị đánh cắp tài khoản cá nhân hay là fanpage không còn là câu chuyện của những người nổi tiếng nữa, mà bất kỳ ai nếu sơ hở thông tin cá nhân trên mạng cũng có thể bị đánh cắp. Chưa bao giờ thì việc đánh cắp thông tin cá nhân lại dễ như hiện nay. Kẻ gian thường có xu hướng là viết ra các ứng dụng có nội dung dễ dàng thu hút giới trẻ, như là ứng dụng chụp hình selfie, bói toán, xem phim cẩu trang, vân vân, bắt buộc người dùng phải liên kết với tài khoản mạng xã hội của mình để rồi sau đó dễ dàng chiếm quyền truy cập trang cá nhân của nạn nhân. Tiếp theo đó, các đối tượng ăn cắp thông tin này sẽ liên lạc giả mạo với bạn bè của nạn nhân nhằm mục đích lừa đảo, vay tiền, hay tệ hơn là tung các nội dung riêng tư của những người nổi tiếng lên mạng xã hội. Câu chuyện mà một nam cầu thủ bị tấn công trang cá nhân để lộ những tin nhắn riêng tư khiến nhiều bạn trẻ xôn xao mấy ngày qua. Điều này cho thấy là dù tài khoản có được bảo mật cẩn thận và đã có tích xanh cũng chưa hẳn là bù hộ mình an toàn đâu, vẫn có thể bị tấn công như thường. Tuy không phải là lần đầu tiên người nổi tiếng bị lộ tin nhắn riêng tư, nhưng điều đáng nói vẫn là ứng xử của người trẻ trước việc thần tượng hay là người nổi tiếng lộ chuyện cá nhân. Người trong cuộc lên tiếng về việc trang cá nhân mất quyền kiểm soát những dòng tin nhắn chưa được kiểm chứng thật hư, nhưng một số bạn trẻ đã để lại bình luận chửi bới, phỉ báng. Bên cạnh trang cá nhân thì mạng xã hội còn có nhiều hội nhóm được các bạn lập nên để hóng hớt những chuyện riêng tư hay phát tán clip nóng của những người nổi tiếng. Dù luật an ninh mạng thì đã có hiệu lực, nhưng mà nhiều bạn trẻ dường như vẫn cứ ngang tàng chia sẻ bình luận, thậm chí là còn chửi bới mỗi khi mà có người nổi tiếng nào đó vướng vào lùm xùm, lộ tin nhắn hay là lộ clip. Và cũng có không ít những hội nhóm do một số bạn trẻ quản lý tạo ra dùng để hack tài khoản cá nhân, cung cấp cách thức đọc trộm tin nhắn người khác với mức giá khá là rẻ, chỉ từ vài trăm nghìn đồng mà thôi. Nói tóm lại thì mạng xã hội là công cụ nhưng cũng là một con dao. Nếu mà chúng ta vận hành nó sai mục đích, người trẻ khi tham gia vào diễn đàn này cần ý thức hạn chế chia sẻ những hình ảnh thông tin quá là riêng tư một cách công khai để bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình. Và hơn hết là bài trừ những hành vi chửi bới hay là phát tán, bởi nếu mà tiếp tay cho những việc này thì đồng nghĩa với chúng ta, những người dùng Internet thiếu tỉnh táo đã biến mình thành người vi phạm pháp luật. Và vừa rồi là những chia sẻ của Tên Mác xoay quanh vấn đề này. Đừng quên like, share, subscribe cho kênh YouTube của tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Tạm biệt.